Ơi, đại lúa hân hạnh gặp lại bà con. Thì xin chúc cho bà con mình trúng mùa được giá vụ đông xuân. Thì cũng không có gì lạ, không có gì mà mới mẻ. Thì bữa nay mình trở lại xã Miếng Đất cho ông chú Năm. Thì lúc trước mình chia sẻ là xịt diệt mầm một loại thuốc. Đó, rồi sau này xịt cỏ lớn hai loại thuốc. Đó, cộng dưỡng rễ. Mấy cái bạc lá đó, đó là mấy cái bạc lá đó là thuốc nó xịt nó bị chồng lỗi á, với lại mấy cái đầu cần mình quơ á, rồi mình quơ mình giật lại nó đâu có lẹ, mình quơ qua luôn thì không có gì, nhưng mà mình quơ qua ngay ngay chân cái đầu cần á là nó phải bị bạc lá, tại vì chỗ đó thuốc nó nhiều, bạc lá cháy lá thuốc nó nhiều, nhưng mà không có sao, giải phân vô thì nó xanh lại à, không có gì hết. Thì bữa nay giấy cử phân đầu tiên thì đất này là không có xả lốc nào lốc gì hết mà lúa nó đã nó cũng xanh như gì. Thì bữa đó xịt cỏ lớn có cộng thuốc dưỡng rễ đó, thì cách đây ba hai đêm đó, cách đây hai đêm là lên nước ngày hôm qua, hồi ngày hôm qua là bữa nay giải phân đó bà con mình ơi. Thì giải phân cũng không có nhiều đó, công 15 kg đó. Thì nói chung là khu khu này Chi Tôm An Giang, cái khu này bên Lương Trà với Lương Phi Lương Vĩnh Phước á, là đất nó không có nước ngập, cũng nguyên khu này đây nước không có ngập, là năm ngoái với năm nay luôn 2 năm rồi hơn nước không có ngập, nhưng mà cái đây là không phải là bào đê đó, nhưng mà nước nó ngập không nổi tại đất ở đây nó cao đó, thì cho nên đất cũng có miếng tốt, miếng đất gò thì tốt, còn đất lung thì nó bị phèn, tại vì nước không ngập mà đâu có mang phù sa được đó. Thì bữa nay giải phân công 15 kg UG với phân DB, là DB 5 kg, phân UG thì 10 kg, cộng lại là 15 kg đó, hai thứ chứ không có ngoài ra trộn cái gì thêm. Thì lúa này thì nó cũng hơi xịt thuốc cỏ lớn thì nó cũng hơi ngã màu vàng tí, vàng chanh chứ không có vàng kiểu mà cháy này, màu vàng chanh thôi, lúa vẫn còn xanh tươi đó, màu vàng chanh. Đó, thì giải cứu phân này vô thì lúa này sẽ phượt lá lên liền đó, hiện giờ thì lúa nó cũng đã phất phất lá rồi đó. Thì lúa này bữa nay được 10 ngày đó bà con mình ơi, thì 10 ngày giải cứu phân đầu tiên công 15 kg. Thì cái này là giống lúa OM18 đó, thì khu đất này là Chi Tôm An Giang đó, này bên Lương Trà giáp Vĩnh Phước đó. Lúa 10 ngày xịt hai lần cỏ đấy. Thì lúc trước mình cũng chia sẻ đó, thì xịt cỏ lớn cũng có cộng thuốc dưỡng rễ đó bà con mình, cho nên lúa nó cũng còn xanh, cũng đỡ cái là hạn chế cháy lá đó. Đó thì xịt có hai loại thứ thuốc thôi chứ không có ngoài gì mà lạ, cho nên chia sẻ cho bà con mình biết đó. Thì cử đầu tiên xả 15 kg vậy đó, coi thấy có nhiều có nhẹ không. Thì xả mấy cái loại phân có hai loại phân thôi chứ không có gì mà lạ, cho nên thì đây UG với DB hai thứ đó. Đây thì DB này đây đó, với phân UG này UG Cà Mau. Chỉ hai thứ thôi, đơn giản. Thank you.
rồi thì nãy giờ mình cũng chia sẻ là giải phân rồi đó, thì cũng không có cái gì mà lạ. Thì đa số thì cử phân đầu tiên cũng tùy theo người, tùy theo chủ, tùy theo bà con mình, là giải nhiều thì ít, cũng dòm theo lúa. Nếu mà lúa vàng quá thì giải nặng chút, còn nếu mà lúa xanh quá thì mình giải ít chút đó. Còn nếu lúa dừa thì mình giải cũng vừa vừa, là 15 kg nè đó. Mà lúa này giải 15 kg thì giờ nó xanh nó phượt rồi đó. Nó theo lúa màu xanh này á, là theo ý mình mặn là giải khoảng 10 kg à đó. Cử sau mình mới tăng lên chút xíu thôi đó. Giờ này cử đầu giải 15 đấy. Thì theo của kỹ thuật của ông chú này, ông mặn vậy đó bà con mình. Thì mình cũng chia sẻ đơn giản, thì mình cũng xin nhắc lại, thì bữa nay là lúa OM 18 là được 10 ngày là giải cử phân đầu tiên, là ăn công 15 kg, 5 kg DB, 5 kg là phân lạnh đó. Là hai thứ cộng lại là phân UG 10 kg, phân DB 5 kg, hai thứ cộng lại là 15 kg đó, cho cái giống lúa OM 18 này đây. Thì bữa nay được 10 ngày đó, thì khu đất là Chiro Mang Giang này bên Lương Trà đó. Thì video mình chia sẻ vậy thôi, bà con nào có góp ý thì coi sao phân nặng hay là nhẹ, nó nhiều hay ít, nó giai đoạn 10 ngày đó, mà lúa nó cái màu nó gì đây đó, mình lựng đồ đó, mình góp ý với nhau. Thì video đến đây là hết. Xem và thấy hay và đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để nhận clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.